皆さん、こんにちは。ソウル日本語センターのイエンです。Xin chào tất cả các em học viên yêu quý của Yên Sensei và chào mừng các em cùng quay trở lại với kênh học tiếng Nhật của Trung tâm Hình ngữ Shop. Ngày hôm nay thì sẽ là một nội dung mà Sensei nghĩ là có rất là nhiều bạn hứng thú đó. Đó là nội dung nhiều cách nói cảm ơn trong tiếng Nhật. Các bạn sẽ thắc mắc là mình hay nói mỗi từ, mình biết mỗi cảm ơn là arigato hay là arigato gozaimasu thôi đúng không nào? Ngày hôm nay thì Yên Sensei sẽ chỉ cho các bạn sẽ có nhiều hơn những cách nói liên quan tới từ arigato. Có thể là không phải là arigato nhưng nó vẫn sẽ có ý nghĩa là cảm ơn các bạn nhé. Ok, vậy thì mình sẽ cùng nhau khám phá nào. じゃあ行きましょう。じゃあまず一番最初は Đầu tiên đó là CC sẽ giới thiệu cho các bạn tập hợp quần thể những câu cảm ơn mà có chứa từ arigato mà các bạn hay nghe thấy hay nghe tới nhá các bạn nhá. Ok nào, từ đầu tiên của chúng mình là từ gì ạ? Arigato hoặc là arigato ne. Chúng mình nghe từ này rất nhiều và các bạn cũng sẽ dùng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày đúng không? Bạn học tiếng Nhật thì câu đầu tiên, một trong những top những câu đầu tiên các bạn biết sẽ là arigato đúng không nào? Có nghĩa là cảm ơn các em nhá. Từ này, câu này thì các bạn chỉ dùng cho bạn bè hoặc là gì nhỉ? Hoặc là người thân mà rất là thân thiết với chúng ta thôi thì các bạn mới được sử dụng ngắn như này, arigato hay là arigato ne nhá. Rồi còn từ tiếp theo là từ arigato gozaimasu. Đây là cách cảm ơn phổ biến, phổ thông nhất và nó sẽ được dùng đối với những người mà các bạn chúng ta chưa gặp bao giờ, tức là còn khá là khách sáo đúng không nào? Hoặc là những người mà chúng ta chẳng hạn như là ở trên các bạn thì các bạn có thể dùng từ arigato gozaimasu, hoặc là cấp độ của nó sâu sắc hơn một chút thì là domo arigato gozaimasu, được chưa nhỉ? Tiếp theo đấy là từ arigatai desu. Từ arigatai desu thì nó sẽ mang ý nghĩa, cũng mang ý nghĩa là cảm ơn thôi các bạn ạ. Thế nhưng mà nó sẽ có cái sắc thái hơi khác một chút xíu so với từ arigato kia, là kiểu arigatai desu sắc thái nó sẽ cao hơn một chút. Kiểu tôi rất là muốn được cảm ơn ấy, muốn được bày tỏ cái sự cảm ơn của mình ấy, được chưa nhỉ? Tiếp theo đấy là từ itsumo osewa ninatte ori, arigato gozaimasu, hoặc là itsumo osewa ninatte arigato gozaimasu. Câu này thì sẽ thông thường các bạn sẽ hay gặp nó ở trong khi mà các bạn viết một mail, một lá mail nào đó thì chúng ta hay nhìn thấy là itsumo osewa ninatte hoặc là itsumo osewa ninatte ori, được chưa nhỉ? Arigato gozaimasu thì câu này có ý nghĩa là gì nhỉ? Cảm ơn bạn vì đã làm sao luôn luôn quan tâm chăm sóc tôi, được chưa nhỉ? Tiếp theo đấy là câu koi de arigato gozaimasu. Koi của các bạn ở đây chữ hảo và chữ ý đúng không nào? Cảm ơn vì nhã ý của bạn. Ii desu ka? Rồi vậy thì các bạn hãy nắm chắc cho Zenze bốn cái những cái câu nói cảm ơn mà có liên quan đến từ arigato để chúng mình có thể áp dụng linh hoạt trong các trường hợp mà các em muốn sử dụng nhá. Tiếp theo sẽ là những câu mà không có chứa từ arigato nhưng nó vẫn có ý nghĩa là cảm ơn. Vi diệu không? Khám phá xem nó là những câu như thế nào nhá. Câu 1 này. Kokoro kara kansha moshiagemasu. Đây là một cấp độ cảm ơn cực kỳ cao và nó vừa chứa được cái sự gọi là gì, sự khách sáo lại sự tôn trọng đó các bạn. Chẳng hạn như là khi mà chúng mình muốn cảm ơn ai đó rất là nhiều bởi vì người ta đã làm một việc gì đó mà vô cùng có ý nghĩa với mình và mình rất là tôn trọng người ta nữa thì các bạn sẽ dùng cái là kokoro kara kansha moshiagemasu. Chúng mình có từ kansha các bạn ở đây âm Hán Việt của nó là cảm và tạ đúng không? Kokoro kara là từ đáy lòng, từ trái tim của mình. Từ trái tim của mình tôi muốn nói lời cảm tạ, muốn nói lời cảm ơn, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng mình có câu gochisousama deshita hoặc là domo gochisousama deshita. Cái này dùng khi nào các em? Đó là khi các bạn ăn cơm xong thì các bạn sẽ nói câu này. Thay vì nói là trong tiếng Nhật mình nói là gì nhỉ? Mời mọi người ăn cơm, con ăn cơm xong rồi đúng không? Cảm ơn mọi người. Thì trong tiếng Nhật sẽ dùng câu này. Mặc dù không hề xuất hiện từ arigato ở đây nhưng nó sẽ vẫn có ý nghĩa là cảm ơn. Cảm ơn cái gì ạ? Cảm ơn vì làm sao đã mời tôi, đã thiết đãi tôi một bữa cơm, một bữa ăn rất là đầy đủ đúng không nào? Thì chúng mình sẽ dùng cái câu như thế này các em nhé. Nhớ là dùng sau bữa ăn, được chưa nhỉ? Còn trước bữa ăn các bạn dùng từ gì ạ? Itadakimasu, được chưa nhỉ? Itadakimasu, các bạn nhớ nhá. Tiếp theo đấy là từ câu là gì ạ? Hontoni tasukarimashita. Chúng mình có chữ tasukarimashita, đây là chữ trợ đúng không? Trợ đây có nghĩa là trợ giúp, được chưa nhỉ? Thực sự là bạn đã giúp đỡ tôi, thực sự là bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều đúng không nào? Thì nó cũng là biểu thị sự cảm ơn này cho các em. Câu số 8 là otsukaresama deshita. Có rất nhiều bạn sẽ đưa ra câu rõ ràng là em nghe từ otsukaresama deshita là sau khi kết thúc một buổi họp, sau khi kết thúc một ngày làm việc thì chúng ta hay nói từ otsukaresama deshita. Rõ ràng là từ này có nghĩa là bạn đã vất vả rồi mà. Thế nhưng người Nhật dùng cái này sẽ mang ý nghĩa hàm nghĩa cảm ơn đấy các bạn nhé. Cảm ơn vì các bạn đã nỗ lực suốt một ngày, được chưa nhỉ? Cảm ơn vì các bạn đã vất vả trong suốt cả ngày hôm nay, được chưa nhỉ? Thì mình sẽ dùng cái từ otsukaresama deshita nhé. Từ này Sensei cũng dùng rất là nhiều đây. Cuối cùng đó là câu số 9, có vẻ hơi dài đúng không nào?
あなたは本当に優しい心があります. あなたは bạn đúng không nào? 本当に thật sự, 優しい, 優しい đây là kiểu tử tế, tốt ấy, đấy chưa nhỉ? Kokoro là trái tim. Bạn thật sự là có một trái tim rất là ấm áp, bạn thật sự là có một tấm lòng rất là tốt bụng đấy chưa nhỉ? Ok, vậy thì trên đây INC đã giới thiệu tới các bạn 9 cách nói những lời cảm ơn khác nhau trong tiếng Nhật. Hy vọng là mọi người sẽ lựa chọn được cho mình những cách nói cảm ơn làm sao để không bị nhàm chán và sử dụng được chúng linh hoạt trong đời sống hàng ngày nhé mọi người nhé. Nếu các em thấy thích video lần này thì mọi người hãy nhớ like, share, subscribe cho kênh YouTube để ủng hộ INC ra nhiều hơn nữa các video thật hay cho các bạn chúng mình có thể học được tiếng Nhật giỏi hơn nhé mọi người nhé. Hai minasan, otsukare sama deshita. Chào, mata ne.